Alo, em chào anh em ha. Đó, nay em tiếp tục lên con M65 ICU nha, chắc vải ICU. Con này mới với 100% luôn nha anh em, hàng chuẩn luôn ha. Hàng chuẩn cấp phát của Mỹ mới 100% ha. Con này anh em khỏi sợ vấn đề gì nha. Tình trạng của áo này thì là mới 100% ha. Chắc vải thì rất là đẹp luôn ha, không có dính dơ dính nhớt gì nha anh em, không đụng rách luôn nha. Mới 100% thì tương đối là không có bị gì hết ha. Hàng chưa sử dụng nha. Đó, con này thì khóa của nó là khóa nhựa nha anh em, khóa cổ nhựa nha, đây khóa cổ nhựa ha, tất cả đều khóa nhựa nha. Tại con này nó sản xuất cho lính Iraq ha. Đó, dây khóa đồ rất là đẹp nè, hàng mới 100% luôn nha. Con này thì anh em mà mặt đông thì rất là đẹp luôn, giá rất là rẻ luôn nha anh em, giá còn thua mua đồ túi chéo xanh ô liu luôn nha. Mấy con này thì nó rất là rẻ luôn, anh em mặc ấm là khỏi khỏi bàn luôn ha. Anh em ở xứ lạnh á, em ở xứ lạnh thì anh em chơi con này mặc ấm rất là đẹp luôn, mà nó rẻ nữa anh em, nó còn thua ha. Nói chung đồ thời trang anh em mua hàng xịn xịn thì nó rất là mắc của Việt Nam mình, còn cái đồ này thì hàng của Mỹ nhưng mà nó rất là rẻ, anh em về mặc ấm thì khỏi chơi luôn ha. Con này tình trạng là mới 100%, anh em cứ cần cứ liên hệ mình. Đây là bông ICU ha, dành cho lính nghĩa vụ Iraq. Số điện thoại của mình là 0933235211. Đó, anh em chi tiết em có chụp cái hình con này lại rồi, anh em cứ kết bạn Zalo gửi chi tiết qua cho anh em xem, từ chi tiết từ nút từ phi bấm rồi ha. Đó, từ dây nút dây đồng rồi ha. Con này thì phụ kiện theo áo đầy đủ ha, không thiếu gì luôn. Đó, dây nút dây eo rồi phụ kiện theo áo đầy đủ.